Tết rồi, có bông mình đây. Ừ. Thằng này bưng bê đồ nhẹ. Ừ, cưng quá trời cưng ha. ha. Cây Nói chung tứ quý mà như thế này cũng dạng cũng hiếm, thương lắm. dạ Rồi cái này cây là cuối clip luôn đó dạ cú lép luôn anh, thầy. Giao lưu giá 12 triệu. quá tài cái này cây thống đế. Cây này rất là khá cây nha cả nhà. Cây phải nói là nhìn là ghiền á, cả nhà mình nhìn thực tế nó mới đã. Và cái cây này thì nó đang phát triển rất là mạnh nha. Dạ, ghép siêu bông mình lại. Siêu bông mình lại cái này. À, mình chơi cái form này cho nó ra rộng chút xíu nữa bấm chặn được rồi cả nhà. Đừng. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Hiện tại em đang có mặt tại nhà của Thiện tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. À, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình những cây mai bonsai rất là đẹp tại nhà vườn mình ha. Thì cũng cảm ơn cả nhà mình những cái clip trước ủng hộ nhà vườn mình rất là nhiệt tình nha. À, và cũng như clip này thì mong cả nhà mình ủng hộ như vậy. Tại nhà vườn của mình đó thì cây nè, cả nhà mình nhìn nhìn sơ qua thì cây rất là có duyên nha, cây rất là sạch sẽ và cực kỳ mạnh luôn. Do đó thì chúng ta đặt niềm tin vào đây để chọn một cây mai bonsai để về chúng ta tự tay mình chăm sóc chơi Tết 2025 thì nó quá là ok đó nha. Thì chúng ta tiến vào gặp nhà vườn nha. Rồi chào Thiện nha. Dạ em chào anh ạ, chào cô chú anh chị quay lại vườn em ha. Thì em cũng chọn được một số cây sạch đẹp cho cô chú anh chị mình xem được ủng hộ giúp em ha. Thì cây số 1, cây này mã số 1, cây mai vườn quá khủng luôn anh ơi. Đóng để quá khứ rồi. Em chạy vòng cho cô chú mình xem ha. Cây này già cây. Quá trời cái cây. Cây mai vườn á, hình thú rất là đẹp nha cả nhà, cây cực kỳ già luôn. À, mai vườn thì ghép siêu bông lại phải nói cực kỳ mạnh nè. Cây này nuôi tương lai lâu lâu thì cũng có những cây có gắt có duyên luôn. Rồi cả nhà nhìn cái cây nó già cây nhìn rất là có hồn ha. Cây này giờ đo sao ta, đo ngay cái phần động Rồi, đó là cổ ngọn trước. cổ ngọn này. Em đo tuốt trên đây là 28 hoành này. 28 hoành. Dạ em đo phần ngay cổ đi, cây này nó nở luôn. Đo tham khảo vào chứ mình không biết đo sao cho chính xác. Ngay phần cổ này 37 hoành. Ừ, vậy tí nó 37 hoành. Dạ thì cái rễ từ cái lưng rễ nơm sổ xuống là 28, Rồi. cái nằm trong cái chậu lọt lòng là 45 ha, Lật lòng 45. cao lên tới ngọn 60, phần tán ngang dài là 70. Ừ. Dạ cây mã số 1 này em giao luôn giá 12 triệu anh, Giao lưu giá 12 triệu. quá tài cây này cây thống đế. Cây này rất là khá cây nha cả nhà. Cây phải nói là nhìn là ghiền á, cả nhà mình nhìn thực tế nó mới đã. Và cái cây này thì nó đang phát triển rất là mạnh nha cả nhà. Dạ, ghép siêu bông mình lại. Siêu bông mình lại cái này. À, mình chơi cái form này cho nó ra rộng chút xíu nữa bấm chặn được rồi cả nhà, đừng rộng quá. Ừ, thả cho lớn cành thì mình bấm lại cho nó đủ bonsai được rồi. Hàng bonsai cỡ này là mình được rồi. Quá ok ha, cây mã số Số 1 anh. mã số 1 giá 12 triệu bao phí ship cho chúng ta ha. Rồi, Dạ. lần cây kế tiếp. Cây kế tiếp. Cây mã số 2 ha. Dạ, cũng ghép siêu bông mình lại anh ơi. Cái này cái đế đều ha. Ồ, cây Quá mai tài. làm sao mà quá trời mạnh nữa trời. Cái này ghép vô cái mình thả cho nó bự rồi mình coi lại là Tết là bông vô địch. Cây đã thật sự cả nhà. Em đo thẳng dây là 35 hoành nè. Đó. Ừ. Mà em đo ngay cổ đế là nó tới 41. 41. Dạ. Thì cây này nó đang nằm trong cái chậu lọt lòng 55 anh. Lọt lòng Có 55. chiều cao là 65. Cao 65. Và phần tán ngang của nó là 70. Dạ mã số 2 này em giao lưu 8 triệu 8 em bao ship ha. 8 triệu 8 bao ship. Phải nói cái cây này cả nhà mình thấy cái nước nuôi là thấy khủng hoảng ha. Cây này hồi đó em tiễn cái dàn cành nó đều quá anh. Nên mình ghép vô là nó ra quá đẹp. Mà cây nó mạnh, cây Dạ này mạnh. mạnh mạnh khủng khiếp Cây nó khỏe nó ra đủ sức. thiệt. Rồi xem Nè cái dòng dàn cốt cành thấy là em lựa là nó tủa đều gan mà. cấu cạnh đóng chọc cạnh rất là đều như thế nha. Dạ. Nhưng mấy cây này là Tết dữ lắm bông, em bao bông luôn. Tết là bông kín cây. Rồi sang dòng.
Quá tài tốt. Rồi, lên cây kế tiếp. Kế tới là cây mã số 3. Dạ, cây này em cũng ghép siêu bông mình lại luôn anh. Siêu bông mình lại. Xoay giọng ha. Cây này cái cốt đế nó đều đã quá, nó như mai chu hỷ. Ở nhà xem cái củ rất là tròn đều nữa nha. Cái đế nó bỏ đều 24 giờ luôn, không thiếu chỗ nào hết. Cái thẹo nó kéo khủng khiếp á. Ừ, mấy cây này mạnh anh. Mạnh cây. Ở nhà mình cái nhìn cái lá ha, lá với cái thẹo rễ nó kéo nè. Những cây mạnh mình ghép vô nó ra đã đạt chất lượng, nó ra tốt. Hoành ngay vị trí này 37 hoành, 37 hoành. Nếu đo thẳng thước là 35, cũng giống như cây kia. Cây này tổng bình đế em đo sơ sơ đi. 105. Tổng bình đế 105 thì nằm trong cái chậu lọt lòng 60 anh ơi. Cao là 75, cao 75 và có phần ngang là 70. Dạ em giao lưu cây này mã số 3 8.8 luôn, em bao ship 8.8 cho cây mã số 3. Dạ. Xoay vòng đi. Cây đế nở rất là đều nha nha. Và cái cây này nó đang có hiện tượng là nó gần như bể xù rồi đó nha. Đây những cái nách của nó nè. Đậu bông ra ha. Nó có nâu lên vài chỗ rồi. Ừ, đây. Những cái phần này nó chảy nè. Ôi nó mạnh khủng khiếp ha. Cây rất là đẹp đó nha. Rồi, mình lên cây kế tiếp. Rồi, cây kế tiếp. Siêu phẩm anh này, siêu phẩm cúc hương trầm. Gốc mai vườn. Cây mã số 4 phải không thiện? Dạ, cây mã số 4 anh. Ủa, cái cây này cái cốt ghép này cũng lâu đời lắm rồi nè. Tên okay. 4 năm rồi anh, năm ghép này tên 4 năm. Ừ. Quá tài cái cốt cảnh bự. Cây này bự cũng bự con lắm nha cả nhà. Nâng cây bự con cũng thiết à, mai vườn mình luôn anh. Ừ. Đâu là cây hước vô nè. Rồi cổ đế trước đi. Cổ đế trước là 62 hoành. Cổ đế 62. Đo đoạn tên là 55. Đoạn tên 55. Nằm trong cái chậu lọt lòng 60. Lọt lòng 60. Cao là 90. Cao 90. Và có phần ngang là 85. Ngang 85. Dạ mã số 4 này em giao lưu giá 22 triệu bao ship. 22 triệu cho cây mã số 4 nha. Cúc hương chùm. Cây này hôm Tết là bông dữ dằn lắm. Bông nó ra chùm 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 chùm. Cái cây này nè cả nhà, cái bông nó nè, cái dòng này, cái bông nó thì nó thơm nè. Thứ nhất thơm, thứ hai nó lên bông chùm khủng khiếp lắm. Và cái cánh bông nó cũng rất là to nha. Cả nhà mình tưởng tượng cái mẫu mông nó hao hao như bông đầy lọc vậy cả nhà. Hao như bông cái bông đầy lọc vậy. Dòng này thì cả nhà mình chơi an tâm về cái độ mà bền bông của nó nha. Rất là bền luôn. To. Quá tại bự con luôn. Rồi, lên cây kế tiếp. Rồi, kế tới là cây mã số 5 nè. Dạ, một cây cúc tư long anh ơi. Tư long cũng ghép được ghép gốc mai nhà vườn. Cây quá trời lớn cả nhà. Bự, bự con. Cây này đó em tọng nó hơi siêu siêu nhưng mà nuôi lâu năm rồi nó nằm xuống. Ừ. Thì gần Tết thì cô chú mình chỉnh cho đứng lên tí là nó đẹp ha. Tư long mà cốt ghép này nát nở cũng rực rỡ rồi. Dạ, ghép này cũng 4 mùa anh. 4 mùa ha. Bự con lắm nha cả nhà, thấy chỗ thiện đo cả nhà. Đo cái ra, giật mình luôn, lớn. Đo cổ đế tới. Cổ đế này là 58 hoành. Cổ đế 58 hoành. Ra ngoài cái thân của nó là còn 53. Ừ. Nâng cây ha. Nâng. Thì nâng nằm chậu lọt lòng 60 anh. Cao 80. Đường kính ngang là 85. Dạ, mã số 5 này em vô lưu giá 14 triệu. 14 triệu cho cây mã số 5. Xoay vòng nữa. Cây bên nhà vườn mình cái nét đặc trưng là nhìn vô cây nào cũng rất là sung nha cả nhà. Cô chú anh chị mình đem về mình chăm sóc nó khỏe ha. Thứ nhất, thứ hai nữa thì cho bông sẽ đạt ha cả nhà. Rồi, cây mã số 5 giá 14 triệu bao phí ship chúng ta. Rồi, kế tới là cây mã số 6 nè. Cây này siêu bông Sài Gòn quá. Dạ, siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn. Cây này em chọn cái đế nó cũng khá đều. Nâng cây, cây này nâng. Cả nhà xem cái cốt cành nó đóng đều từ trên dưới luôn nha. Cây này là 34 hoành. 34 hoành. Cái củ đặt đoạn giữa là 50. Đặt 50. Đế này là 95. Đế 95.
nó đang nằm trong chậu lọt lòng 50, có chiều cao là 70, phần tán ngang của cây là 68, ngang 68. Dạ em vô luôn 8.8, em vào xếp anh. 8.8 cho cây mã số 6 nha. Cây này già cây lắm. Ừ. Cả nhà xem đóng cốt cành, đóng đều từ trên dưới ha. Những cây mà được cái chân cành đều vậy thì khi chúng ta lột cái lá ra nhìn những cây rất lực nha cả nhà. Nó lực cây. Nên nó gãy được hai đoạn nè, nó nhìn cái này mà lãi lá là nhìn nó có duyên, cái dáng nó hơi giận, bóp ngọn. Ừ. Rồi, cây kế tiếp. Kế tới là cây mã số 7 nè. Cây này hữu đức gốc nhớt anh. Trời ơi, quá tài. Cái tàn mà, quá tài kính luôn. Cây này hồi đó là cái tàn nó to lắm rồi em giật lại á, giật lại làm bonsai chứ. Rồi mà tòng cho nó lớn là cái tàn khủng binh lắm. Cây gốc nhớt mà cả nhà xem cái nồi đế cũng... Gốc nhớt này hồi đó là nó nhỏ xíu, bằng đĩa thuốc, mình ghép, mình tòng 7-8 năm rồi nó mới lớn được vậy. Ừ. Đo ngày cũ đế trước 28 hoành. Ừ, gì tí đó 28. Hoành thân là 19. Thân 19. Tổng cái phần bại là 83. Thì đang nằm trong cái chậu lọt lòng 40. Cao là 70. À, 70. Tán ngang dài là 70. Dạ mã số 7 em giao lưu 6.5 em bao ship. 6.5 rồi cái mã số 7 nha cả nhà. Cây mai gốc nhớt rất là già mùa nha cả nhà. Già mùa cây tán bệnh ha. Em hạ xuống làm bonsai nó có duyên ha. Ừ. Thì cả nhà mình chưa có chơi gốc nhớt thì mình sưu tầm một cây và mình chơi thử ha. Nói chung thì nó ghép lâu thì như vậy rồi thì cái bông nở cực kỳ đạt luôn. Thứ nhất là cái bông nó cái màu nó sẽ đậm ha, đậm nó chuẩn màu. Thứ hai nữa thì bông nó to ha, bông nó to, lâu tàn và nở cực kỳ đều luôn nha cả nhà. Dòng thủ đức mà già mùa nở nó đều ra một cái cả nhà xem như cái bông giả luôn á. Rồi cây mã số 7 nãy em nói giá như thì dạ 6.5 anh, em bao ship. Rồi lên cây kế tiếp. Rồi, kế tới là cây mã số 8 nè. Cây này em ghép siêu bông mình lại anh. Siêu bông mình lại luôn. Cũng gốc mai vườn dừa luôn. Mai vườn. Cây này cái cốt đế dưới còn nữa nhưng mà do nuôi mình lắp lại chứ đế nó còn xuống đẹp lắm. Ừ. Lắp lại cho nó khỏe cây. Rồi cái dách nó đẹp hơn cả nhà. Dạ, nó xả xuống. Như cái này Tết thì cô chú mình chơi bông rồi mình hả làm cái đế nó bư đế ra. Này cũng năng cây to xác. 40 hoành thân. Ừ, vậy tí đó 40. À, đế 60. Đế thì 60. Cũng đang nằm trong cái chậu lọt lòng là 45. Có chiều cao lên đỉnh ngọn là 49. Cao 49. Dạ ngang dài là 47. Ngang 47. Dạ cây này giao lưu 4.9 em bao ship ha. 4.9 bao ship. Cây này hạ lùng lực ha. Lên đây có cái bầu rượu bự. Cây này bự con to xác nha cả nhà. Nó phải nói là cực kỳ mạnh luôn. Về cô chú anh chị mình có nuôi dưỡng lấy bo hay gì này nọ thì nó cũng rất ok. Ghép tên ngọn này tới 5 bo. Chứ cái thêm cái cành ức nữa. Ừ, lớn lắm. Có lá bành mạnh luôn. Mai này đã đúng ra mai vườn thì nó khỏe cây lắm. Nuôi nó vậy. Rồi mình lên cây kế tiếp. Rồi, kế tới là cây mã số 9 nè. Cây này quái cây. Quá tại cái bánh cam này. Thì cái cây này nó có cái lỗi là nó lũa da nè, do vận chuyển hay là nắng sao nó lũa da phần này nên em giao lưu nhẹ hết. Đây nè cả nhà xem cái vùng này nè nha. Dạ. Vùng này là nó bị này chắc nắng táp. Rồi em test keo cho nước đi vô cho nó. Cả nhà xem có những cái mạch nhựa chặn hết rồi, nhưng mà cây này phải nói là lọt vô cây rất là quái, rất là nét cây ha. Ừ. Em đo kích thước ha. Này ghép siêu bông mình lợi nha cả nhà. Dạ. Hoành thân này là 30. Vị trí đó 30. Củ đế là 61. Củ đế 61. Cao là 52. Và cái chiều ngang dài là 75. Rồi thì cây này em giao lưu giá 5.5 em bảo ship. Cây này Tết lãi lái là duyên cây lắm. Cái đường co của nó gắt. Co đẹp cả nha. Dạ. Thì lý do bị cái thẹo đó mình nhà vườn mình để giá nhẹ nhẹ cho chúng ta. Chứ cái cây này mà mình cầm mình mua cây phôi nó có giá cũng khá cao cả nha. Cây nó thuộc cái dạng cây cũng to cây nha. Cây này nếu mình không có lỗi thì giá nó có thể là gấp đôi luôn. Rồi xoay vòng nha. Rồi cây mã số 9 là giá 5.5 nhà vườn sẽ bao phí ship cho chúng ta nè.
Dạ. Rồi, lên cây kế tiếp. Cái tới là cây mã số 10. Dạ, cũng là mai vườn em ghép siêu bông mình lại ha. Siêu bông mình lại. Cây này thực lắc một đoạn bóp ngọn. Bóp ngọn. Nó không có cái không có thẹo cành một gì cả nha, chỉ có cái ngọn thôi. À, không có thẹo. Hồi đó thẹo cành một là nó bít luôn anh ạ. À. Nó bít. Ừ. Nó nuôi lâu năm rồi bít luôn. Quá rồi già. Dạ. Rồi cái cây mai vườn cả nhà mình xem ra cái tượng nó ra nó mập kìa. Cũng khiếp. Mai vườn này dễ nuôi lắm nè. Em làm lâu năm ba cái mai vườn này nuôi khỏe. Em đo ở vị trí cổ đế này là 40. 40. Tịch tuốt tên luôn 33. 33. Đó, thì đang nằm trong cái chậu lọt lòng 40. Lọt lòng 40. Chiều cao lên tới phần đỉnh ngọn 55. Ngọn 55. Và ngang là 60. Và mã số 10 này em giao lưu 4 triệu 7 bao xếp ha. 4 triệu 7 bao phí ship. Rồi sang dòng nha. Cái này cái đế xè đều. Nói chung là cô chú chị nào mà muốn chăm khỏe thì lấy những cây mai vườn như thế này về thì chăm ok luôn cả nhà, xem cái tốc độ mà nó sinh trưởng nè. Nhưng ngay đây nó có cái phần lớn nứt già chứ không phải là nó bị hư nhân cô chú. Cái dạng như cái cây mai này là nó nung. Là cái da dày á. Dạ. Da dày nó hay có cái vụ mà nứt già. Tại vì bình thường cái da mỏng á, thì nó lớn nó găng găng nó hơi vàng vàng, còn mấy cây da hơi dày cái bắt đầu lớn là nó phải nứt tét già vậy đó. Tét rồi. Chứ tông là nó phát triển bình thường. Nó bình thường nha cả nhà. Dạ. Vẫn có một lớp da trong bình thường. Dạ. Như gắn thời dài. Dạ. Rồi, lên cây kế tiếp. Rồi, kế tới là cây mã số 11 nè. Dạ, em cũng ghép siêu bông bình lại luôn anh. Siêu bông bình lại. Cây này nằm sát sát mặt luôn. Chân đế rồi nó bỏ có hết ha. Mặt này nhìn con dày cần cái cây nó mạnh, cái mấy cái để mấy cái đầu mà cắt rễ là nó nhíu rất là mạnh luôn, nó kéo rất là tốc độ. Mặt qua đây nằm phải đã ha. Cái cây này chắc em đo ở ngoài rồi chứ đâu có học vô cái mạnh nó đo được. Đo ngoài. Đo ngoài đây đi. Còn ngay chỗ cái eo nằm này là 37 qua. Vị trí đó 37. Dạ, thì nằm trong cái chậu lọt lòng 70 ha. Có chiều cao là 53. Cao 53. Và phần tán ngang là 70. Dạ, cây này 11 này em giao lưu 9 triệu rưỡi em bao ship ha. 9 triệu rưỡi cho cây mã số 11. Cũng là cây siêu bông bình lợi cả nha. Đây, nó nằm dài. Dài tới 70 nha, cái chậu này 70 lọt lòng á. Dạ. Cái rễ hai bên là nó đụng luôn, muốn đụng thành chậu luôn cả nha. Đây. Rồi anh em nào mà thích cái hàng quái quái hình thú đồ sưu tầm thì cây này quá ok ha. Rồi cây kế tiếp. Rồi kế tới là cây mã số 12. Tứ quý ghép siêu bông mình lại anh. Thì hôm nay cũng có nhiều cô chú mà kiếm mấy cái hàng mà gọn gọn đặng để mà lấy bo về mình ghép anh. Hôm nay em cũng lên cho cô chú mình vài cây. Tứ quý ghép bình lợi nha. Cái cần ha. Dạ. Xúc chắc. Lá lớn luôn. Hoành em đo ngay cổ đế này là 25 hoành. Tí đó 25. Thì đang nằm trong cái chậu lọt lòng 45. Chọn ổng 45. Cao lên tới phần đỉnh lá này là 65. Cao 65. Ngang 50. Ngang 50. Dạ 12 này em giao lưu giá 2 triệu 7 bao ship ha. 2 triệu 7 cho cái mã số 12 nha cả nhà. Dạ, như mấy hàng này thì cũng rễ già rồi em mới ghép. Đây, nhà xem ra cái lá rất là mạnh ha. Tư quý. Mấy cái hàng này nữa lấy bo ghép là chất lượng chứ không nói gì. Lấy cái giống bo của từ cây tư quý ra ghép nó khỏe cây. Rồi, cây mã số 12 giá 2 triệu 7 bao phí ship chúng ta ha. Dạ. Rồi, lên cây kế tiếp. Rồi, kế tới là cây mã số 13. Dạ, cũng là tư quý em ghép siêu bông mình lại. Tư quý ghép siêu bông mình lại luôn. Dạ. Đem đo kích thước đi. Tư quý đóng vô ra lá. Dạ, hoành ngay cũ đế cây này là 26 hoành. Đế 26. Tổng đế là 44. Nằm trong cái chậu lọt lòng 40 ha. Cao 79. Dạ, cây này em vô lưu cũng 2 triệu 7 luôn. Dạ. Cô chú này mình lấy được cặp này thì em bớt cho. Cặp này nó cũng xứng xứng cả nhà. Dạ. lấy cặp về hàng gọn gọn chơi cũng ok ha. Giờ lấy bo mình ghép rồi sau này mình chơi tết luôn.
Trận này thì Tết mình chơi Tết là thoải mái nha cả nhà. Dạ, Mau lắm, mau lắm. dòng bình lợi thì nó phát triển nhanh. Rồi lên cây kế tiếp nè. Rồi kế tới là cây mã số 14 nè. Cây bonsai rất là dễ thương nha cả nhà. Này ghép siêu bông Sài Gòn nè. Siêu bông Sài Gòn. Mà em thấy cái giống siêu bông Sài Gòn làm bonsai mini bẻ cái sườn đảo anh này. Đánh cành nhặt được không sượng ha. Dạ, đánh cành càng nhặt nó đó. Nó phát triển bình thường cả nó nhà không sượng. Xem thấy thương ghê chưa? Dạ. Nhưng mã số 14 này em đo kích thước. Cây để bàn. Cái hàng này hàng rút cốt nha cả nhà. Hàng nuôi thấy vậy chứ nuôi kỹ lắm. Nuôi cắt giật. Này cả nhà, cái này mình lột cái dàn xương ra nhìn nó thấy mới đã. 18 hoành thân. Thân 18, đế 31, đế 31 nằm trong cái chậu lọt lòng 30. Cao 40. Và tán ngang dài là 60. Dạ thì cây này em giao luôn 1.9 triệu em bao ship. 1.9 triệu. Để chính thì cây này cả nhà mình giá rất là phù hợp luôn cả nhà. Dạ cây. Đem cây này về mình chơi cả nhà mình thấy mới trải nghiệm được. Người ta đánh rất là kỹ nha, dần dần không xương nói dần thiệt hình chứ cái cây này nuôi tới thời gian này 1.9 triệu anh thấy bán cái giá thì cũng dễ chơi chứ đâu phải là nó giá hàng trị rất, gì mấy. Rất rất là cưng luôn cả nhà, hàng nuôi kỹ dữ lắm, kỹ làm rất kỹ luôn. 1.9 triệu thì giá rất là vừa chơi cả nhà. Dạ này về hai cái chậu ống men đẹp đẹp ha. Đẹp rồi. Cây kế tiếp, kế tới là cây mã số 15 nè. Cái hàng để bàn phải nói là cực kỳ duyên dáng luôn cả nhà. Cây này cũng cây cuối clip luôn anh. Ừ. Dạ cây tứ quý anh. Ghép siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn cả nhà mình xem thấy cưng thấy ghê chưa. Ừ. Hàng này bưng để bàn hết sảy. Cái gốc tứ quý mà kiếm cái này cũng dạng hiếm luôn à. Ừ. Khó tìm tí. Cái này mặt nào cũng đẹp ha. Mặt nào đẹp. Em thấy nó cũng lạ hết. Hay mặt nào cũng duyên. Dạ. Đo tuốt trên ngọn này 16 hoành. 16 hoành. Đo cái đoạn chứ đoạn giữa của cây là 34. Bệ đế là 51. Đế thì 51. Đang có nằm trong cái chậu lọt lòng là 22. Có chiều cao là 35 anh. Ừ. Dạ cây này em vô lưu 3.8 triệu em bao ship ha. Rồi cây mã số 15 giá 3.8 triệu bao ship chúng ta nghe nha. Cái này là đi luôn chậu chứ hả thằng? Dạ dạ ship luôn chậu anh. Trời ơi cả nhà xem cái hàng thấy cưng ghê chưa. Đây là nó đang đi đọt. Thì tứ quý ha, tứ quý thì nó được cái bộ đế này thì nó cũng dạng nằm chậu nằm thùng sao chứ trồng bình thường thì không được dạng này đâu. Mà nếu như mà cái lên bộ rễ về thì cây cũng lâu năm lắm ạ. Cái này cô chú mình thả cho nó lớn lớn mình con nó vừa thôi. Mình chơi để bàn là ok. Ừ. Ha. Cái này là dễ làm bàn, cái này giờ tết rồi có bông mình nè. Hàng này bưng bê được nhẹ. Cưng quá trời. Cưng nha. Ha. Cây tứ quý. Tứ quý mà như thế này cũng dạng cũng hiếm thương lắm. Dạ. Rồi cây này cây cuối clip luôn hả? Dạ cuối clip luôn anh. Thì cuối clip em cũng cảm ơn cô chú bỏ thời gian xem cây ở vườn em ha. Thì cô chú mình hợp cây nào liên hệ số điện thoại em là 096 276 9923 ha. Thì em cảm ơn cô chú ạ. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay ha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta cũng như những cái clip trước là 15 mã số ha. Thì ngoài những cái mã số mà em có quay ra thì còn rất rất nhiều những cây mai tại vườn nha. Hàng mai đẹp, mai mạnh, mai cứng không à. Thì mọi chi tiết cả nhà mình liên hệ trực tiếp chỗ số điện thoại nhà vườn em để phần tiêu đề nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, cũng như thật nhiều sức khỏe ha.